cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Lạy Cha, ngày hôm nay là một Chúa Nhật tập trung vào điều cốt yếu. Chúa Giêsu chống lại cám dỗ của ma quỷ và kiên quyết thờ phượng Chúa Cha trên hết mọi sự. Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Sáng nay, con có thể dành giờ để đọc lời Chúa không? Giờ đây, con nhắm mắt lại và để những lời này vang vọng trong tâm hồn, giúp con được kết hợp với Chúa Giêsu. Lạy Chúa của con, chỉ một mình Ngài mà thôi. Lạy Thiên Chúa là Chúa của con thờ lạy Ngài. Ngài thật tuyệt vời và tình thương của Ngài làm con vui sướng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Tình yêu thương dành cho con người, cho toàn thể nhân loại là một tình cảm gặp muôn vàn khó khăn. Niềm vui của các mối quan hệ gia đình và tình huynh đệ xã hội dường như bị hủy hoại sâu sắc. Sự ngờ vực qua lại giữa các cá nhân và các dân tộc tạo ra sự tìm kiếm quá mức cho lợi ích của họ, cũng như sự cạnh tranh tàn khốc đầy bạo lực. Khoảng cách giữa nỗi ám ảnh về hạnh phúc của chính chúng ta và hạnh phúc chung của nhân loại tiếp tục được mở rộng và khiến chúng ta nghĩ rằng một cuộc ly giáo thực sự đang diễn ra giữa cá nhân và cộng đồng nhân loại. Lạy Chúa, xin giúp con bảo vệ sự sống. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con hồi tâm nhìn lại một ngày sắp qua và tìm thời gian dành cho Chúa trong tuần làm việc tiếp theo. Con trông đợi được gặp Chúa trong bí tích thánh thể. Con chờ giây phút mà Ngài hiến thân mình làm của ăn nuôi sống con, khi Ngài tạo nên con và cho con được nên giống Chúa Giêsu, là đấng mà ông Phi-la-tô đã nói lớn tiếng với người Do Thái năm xưa: đây là người. Con tạ ơn Chúa đã cho con một ngày Chúa Nhật bình yên. Nếu con nhớ đến một người mà con nên gặp, con có thể gửi lời hỏi thăm họ vào ngày mai hoặc đến thăm họ trực tiếp. Con cũng nghĩ về những việc mình có thể dấn thân trong tuần này. Và Cha ơi, con xin dâng lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới và đạo đức sinh học như ý chỉ của Đức Giáo Hoàng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.